Chào mọi người, David lại phân tích cái bản tin của Bitcoin với những cái điểm tin như sau. Đầu tiên, chúng ta sẽ phải chào đón tỷ lệ 300 tỷ vốn hóa của thị trường sẽ sớm thôi. Nếu không có một cái đợt chốt lời một cách mạnh mẽ để rời khỏi thị trường khi mà các quỹ lớn đã bắt đầu đạt được các cái mốc 9.000 trong thời gian tới đây, có thể là vào ngày 31 khi mà RSI đạt cao, người ta sẽ có cái tỷ lệ là quá mua, khiến cho tỷ lệ vượt bán sẽ được định hình ra và người ta sẽ short sell. Chính vì thế chúng ta sẽ sợ hãi khi mà thị trường cứ tiếp tục tăng giá. Tuy nhiên, cái việc mà tăng giá lại không ảnh hưởng gì đến cái việc short sell và có một lực đỡ, đặc biệt là tại thị trường Trung Quốc, khi mà trái phiếu chính phủ cũng như là một số các vấn đề trái phiếu của Mỹ cũng như là các nhà đầu tư khi mà cố gắng đổ vào tiền vào chứng khoán thì lại không lên, đổ vào vàng thì vàng cũng không tăng giá. Do đó, một trong những cái dòng tiền nó sẽ đổ vào Bitcoin, tiền điện tử, khi mà giá đang tăng như thế này. Người ta gọi là cộng hưởng. Khi giá tăng một cách điềm đạm cộng với lại rất nhiều các cái niềm tin đổ vào, khi mà cho rằng là gì, chỉ có tiền điện tử mới là kênh đầu tư đúng hướng trong lúc này, khi mà chứng khoán đang xuống, bất động sản thì đóng băng. Tại Trung Quốc, người ta sợ hãi, lo lắng chiến tranh thương mại. Hãy nhớ rằng dân số và những cái tỷ lệ trade của Trung Quốc nó sẽ chiếm gấp 3 lần toàn cầu. Chính vì thế nên là chúng ta sẽ thấy được cái tỷ lệ ào ạt thông qua việc các con sóng mà khi mà phiên Mỹ đánh xuống, phiên Á đánh lên luôn. Do đó chúng ta sẽ thấy sự lạc quan ở lúc này. 2.208 là số coin đang hiện tại, đang hiện hữu tại các cái market và coin market cap. Tổng số sàn là 18.642. Khi mà Bitcoin đang xuống giá thì có rất nhiều sàn đang lập ra để up và coin, cũng như là một số các cái việc nâng cấp khi mà giá tăng lên là họ sẽ có những cái bước nhảy và thu hút khách hàng. Và bây giờ chúng ta sẽ nhìn lại một chút về sàn Bluebell. Bluebell là một sàn của Nhật Bản do Miaochi, một trong những cái người giàu có tại Nhật Bản, phát triển, và ông ta đã phát triển tại thị trường Việt Nam trên 10 năm. Từ đó đưa ra rất nhiều các giải pháp về giao dịch. Chúng ta chỉ cần có Việt Nam đồng, chúng ta có thể mua Bitcoin, Ether, tất cả được giao dịch margin dựa trên các cặp tỷ giá Ether Việt Nam đồng, Ripple Việt Nam đồng, Bitcoin Việt Nam đồng. Và chúng ta có thể có rất nhiều các chương trình khuyến mại khi mà chúng ta tham gia đăng ký tại Bluebell.asia, Bluebell.asia, để chúng ta có thể mua Bitcoin, Ether, Ripple hay đánh margin, short sell rất nhiều các chương trình khi mà chúng ta chỉ cần có Việt Nam đồng mà thôi. Do đó chúng ta bỏ qua rất nhiều các bước trung chuyển rồi mất phí. Do đó chúng ta có thể tập trung vào đăng ký ở Bluebell. Quay trở lại cái bảng tổng sắp của 100 crypto top coin, chúng ta sẽ bắt đầu nhìn ở volume trong 24 giờ qua. Những cái đồng mà trên 100 triệu chúng ta đặc biệt để ý khi mà vốn hóa đã đổ lên. Chúng ta chờ đợi một cái cuộc short sell khi mà có giá điều chỉnh thì sẽ tốt hơn là lúc chúng ta mua ở đu đỉnh. Hãy nhớ rằng đừng bao giờ đu đỉnh, hãy mua ở giải giữa của Bollinger Band và chúng ta đặt cắt lỗ nếu trong trường hợp chúng ta short sell ở margin, và chúng ta buy lên ở margin. Còn việc mua chữ, chúng ta phải cân đối cái lượng tài khoản của chúng ta để mua giải ra, mua nhiều lần và không được tham lam. Bắt đầu chúng ta nhìn thấy ở DAI 0.9 có rất nhiều coin đang phát triển dựa trên sự bám đuổi ở cái vốn hóa 100 triệu đô. OmSigo, Ontology, Hobi Token 3.33 đô. USD Coin cũng đang vươn lên để thay thế USD USDT. Và chúng ta bắt đầu để ý đến Cardano, Quitum, Monero và BitTorrent 0.78. Đây là một trong những BitTorrent này là một trong những coin giá rất rẻ, 0.0x. Bitcoin SV, Zcash, Neo, Stellar. Và đặc biệt chúng ta để ý đến EOS với 4.9 tỷ và giá lúc này là 7.89. Tôi vẫn hướng đến các bạn đưa ra những cái đồng coin tốt và chính thống, bao gồm hai đồng, đồng EOS và đồng ETC. Ngoài ra có Tron và XRP là chúng ta quan tâm. Ngoài ra những ai không thích nữa mà giá rẻ nữa, có thể chúng ta xem xét ở chat để chúng ta tiến tới những coin mà lên 100 triệu để chúng ta có thể đầu tư.
Từ đó, những coin như Blue Chip của Bitcoin, Ether và Litecoin được đánh giá là những con dẫn đầu đưa ra. Thì hiện nay chúng ta đã bắt đầu nhìn thấy con sóng. Litecoin hiện tại đã là 116 khi mà tụt dốc từ vùng 121 điều chỉnh về vùng 116 và trong ngắn hạn chắc chắn là sẽ điều chỉnh về đường giữa của Bollinger Band. Lúc này chúng ta có thể đánh giá là mua ở vùng 112 sẽ là tốt nhất trong ngắn hạn. Nếu trong trường hợp giá điều chỉnh về đường giữa của Bollinger Band và Ichimoku, chúng ta có cái lượng là mua tại các cái vùng để nó bắt đầu điều chỉnh và chúng ta kỳ vọng lên 122, đó là các kênh mua của Litecoin. Trong Bitcoin vẫn chưa phá vỡ đỉnh 9.000, trong lúc này thì việc điểm mua của chúng ta dựa vào vùng 8577 trong ngắn hạn cũng là một trong những cái để chúng ta xem xét. Nếu không có gì thay đổi thì chắc chắn là sẽ có cái lệnh short sell, bởi vì không có gì lên mãi và cũng không có gì xuống mãi. Khi giá đạt đỉnh ở vùng 9.000, chắc chắn đây chính là một cái vùng cản cứng của thị trường với rất nhiều quỹ sẽ ồ ạt bán ra. Chúng ta còn xem xét ở Bollinger Band và RSI, khi mà đạt điểm vượt mua chắc chắn sẽ có quỹ họ sẽ short sell xuống. Chúng ta bắt đầu xem ở biểu đồ một ngày. Một ngày chúng ta cho thấy rằng RSI vùng 73 vẫn đang cho thấy là một cái vùng tích lũy đi lên, chưa có một cái tín hiệu của việc bán ra. Nhưng trong vòng 2-3 ngày tới thì nếu trong trường hợp tiếp tục đi lên vùng 9.000 hoặc 9.002, và đặc biệt là ở các cái đỉnh như là 9.985, nếu trong trường hợp bật lên mạnh mẽ thì chúng ta có thể hoàn toàn có thể short sell để chúng ta tạm dừng cái việc đà tăng hưng phấn, sẽ có một cái đối tượng họ short sell và chốt lời. Vậy mức cản của chúng ta là vùng 9.000, và hy vọng rằng 9.941 trong tuần tới sẽ là một trong những cái điểm mà chúng ta cảm thấy giá có thể lên được. Có 70% giá đi lên và có 30% giá sẽ bị đánh xuống. Các vùng mua ở điểm an toàn, tránh trường hợp đu đỉnh, mà chúng ta hãy chờ cái sự hạ nhiệt. Có thể tại ngày hôm nay kịch bản sẽ giống như hôm qua, chạm vào điểm giữa của Bollinger Band với vùng 85 hoặc 86 sẽ bật lên rất là mạnh mẽ. Trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn thì đều cho thấy cái điểm nó đi lên. Do vậy là cái việc mà tin tức cổ suý cho cái việc đi lên thì vẫn còn nguyên. Thị trường đã chứng kiến các đột biến tăng của Bitcoin cùng với hầu hết thị trường điện tử, tức là kéo theo toàn bộ. Có vẻ như giá vẫn đang ở trong một kênh tăng dần và nó biến động rất là lớn. Các niềm phấn khởi đầu tư khi mà chúng ta tìm thấy được một kênh đầu tư an toàn hơn chứng khoán, an toàn hơn bất động sản, an toàn hơn các trái phiếu, đặc biệt trái phiếu chính phủ Mỹ. Người Trung Quốc bắt đầu lo lắng rằng chính phủ sẽ phá giá đồng nhân dân tệ hoặc là bán ra trái phiếu chính phủ để cân bằng cái việc thất thu từ cái việc là bị Tổng thống Mỹ đánh thuế một cách nặng nề, khiến cho cái việc chiến tranh thương mại bắt nguồn từ cái việc Tổng thống Trump áp dụng các luật thuế quan. Từ đó cái nhà đầu tư là cái nhà đầu tư mang tính chất là nhạy cảm nhất. Chúng ta phải biết được họ rất nhạy cảm. Nhiều người xem thời sự thì chỉ biết như thế thôi, ồ kinh nhỉ, ồ khiếp nhỉ, nhưng không vận dụng vào các cái vấn đề để chúng ta có thể xem được sự nhạy cảm của thị trường, đặc biệt là thị trường chứng khoán, thị trường phái sinh, thị trường hàng hóa. Khi kết thúc rất nhiều các cái yếu tố về thời sự thì chúng ta phải xem xét sự biến động của thị trường. Trong thời gian vừa qua có các cái tỷ lệ như là hàng hóa đối với cà phê, cacao, hạt điều, khô đậu tương, đặc biệt là khô đậu tương. Một trong những cái bang của Mỹ làm nông nghiệp về khô đậu tương xuất đi Trung Quốc, thức ăn chăn nuôi, và xuất đi thế giới rất nhiều, thì nó biến động rất là khủng khiếp. Khi tàu Trung Quốc thì nghiêm cấm cái tàu khô đậu tương xuất vào thị trường Trung Quốc từ Mỹ, khiến cho giá khô đậu tương tăng một cách mạnh mẽ. Thì Bitcoin cũng như vậy, nó cũng là một trong những dạng hàng hóa để chúng ta có thể so sánh và xem xét sự biến động của thị trường, sự nhạy cảm của thị trường. Do đó chúng ta cần phải tìm ra những cái con để chúng ta xem được cái biến động đó. Nói như thế để chúng ta biết rằng nếu chúng ta đã từng giao dịch thì Bitcoin chỉ là một công cụ, chứng khoán chỉ là một công cụ, vàng chỉ là một công cụ, và khô đậu tương hay là cà phê cũng chỉ là một công cụ để chúng ta đầu cơ mà thôi. Nhưng chúng ta nhìn nhận ở việc đầu tư giá trị trong những cái biến động như thế này, chúng ta thường xem xét ở các cái yếu tố mà làm thế nào để chúng ta trục lợi được ở trong thị trường, đó chính là cái điều quan trọng. Vậy chúng ta sẽ làm gì khi chúng ta có 10 triệu Việt Nam đồng, hay 100 triệu Việt Nam đồng, hay 1 tỷ Việt Nam đồng để chúng ta nhân tiền lên như thế nào? Có những người thì sẽ đầu tư ở dạng bất động sản an toàn và chờ đợi được các cái lúc tăng giá để chúng ta bán đất đi. Nhưng có những người sẽ đầu tư căn hộ với cái việc đóng nhiều lần, được gọi là tiết kiệm, và góp
3 tháng một lần họ đem 200 triệu lên để đóng một cái căn hộ đó, và gần đến khi khánh thành thì họ sẽ bán ra. Có những người thì đầu tư vào vàng dựa trên cái vấn đề quy ra tỷ số lót, mua một lót, hai lót, ba lót, bốn lót, và cứ như vậy người ta gọi là bình quân giá. Sau đó người ta lại mua tích trữ rất nhiều dạng ở cà phê theo dạng tấn, 10 tấn, 20 tấn, 30 tấn. Rồi người ta sẽ mua tầm đồng tiền điện tử ở dạng giá rất là thấp, ví dụ như Ripple, sau khi họ xuống gì ạ, rất là thấp ở 0,28, 0,29, 0,288, 0,286, và nay thì đã có lúc là lên đến 0,47. Và người ta kỳ vọng rằng 1 đô trong tương lai của Ripple rất là khả thi. Chat hiện tại đã lên được 1 đô sau khi xuống rất thấp là 0,6, 0,7, và bây giờ đã 1 đô, và có lúc gì ạ, nó đã lên rất là mạnh mẽ. Đối với Chat lên rất là mạnh mẽ, và hiện tại đang đầu tư vào Chat là một trong những cái kênh mà chúng ta có thể nhìn thấy ở 8 đô 2. BNB thì lên 34 rồi, có những lúc chúng ta nhìn thấy nó chỉ còn có 4 đô, và đó chính là những cái mà chúng ta nhìn thấy sự sợ hãi của chúng ta đã làm cho chúng ta mất đi rất nhiều cơ hội. Rồi Quitum hiện tại lên 3,19 đô, và có những lúc nó bơm giá lên 6,4 đô, rất là nhiều. Và còn một con nữa đó là con EOS bây giờ 7,9 đô, cũng còn rất nhiều cơ hội. Có những lúc nó lên vùng chỉ 24 đô đúng không ạ, và có những lúc xuống thì còn 1,03 đô mà thôi. Do vậy thị trường Bitcoin hay bất kỳ thị trường nào đó, kể cả Euro và bảng Anh, chúng ta xem xét nó cũng có những cái tín hiệu. Ví dụ thời gian vừa qua chúng ta nhìn thấy đồng bảng Anh nó đã có những cái xuống giá rất là khủng khiếp, khi mà Theresa May, một trong những cái thủ tướng Anh gì ngoi lên rất là mạnh mẽ, nhưng lại chính bị chính Brexit gì làm cho rất đau đầu, từ 1,49 xuống còn 1,16, chưa lúc nào xuống giá như vậy, và từ 1,49 xuống còn 1,43, và nay vẫn đang ở các thời dập dình ở không 1,26, và chưa lúc nào bảng Anh thấp so với USD như vậy. Hãy nhìn thấy Euro cũng vậy, sau rất nhiều cái lời nguyền của bà Vanga, bà ấy nói rằng là gì á, Euro sẽ bị chững lại và thị trường Trung Quốc choán ngôi. Chúng ta cũng đã từng nhìn thấy Euro có những lúc lên 1 euro ăn được gì 1,2 USD, và có những lúc nó xuống thảm 1 euro chỉ có đổi được bằng 1,03 USD mà thôi. Nhưng mà thị trường gì vẫn biến động dựa trên cái tâm lý giao dịch cũng như là sự ổn định của nó. Khi mà nó đạt được các cái mốc tăng giá thì các yếu tố bật lên, và cũng như là gì nó giết rất nhiều cả cái dòng tiền, và lại có một dòng tiền mới lên ngôi. Do vậy trong đầu tư chúng ta hài lòng với cái mức chốt lời, và chúng ta sẽ không hài lòng với cái việc cắt lỗ, nhưng mà thị trường vẫn như vậy, có rất nhiều cơ hội và cũng có rất nhiều các sự rủi ro. Chúng ta cần phải đạt được điểm chốt lời và chốt lỗ của mình. Trên đây là David phân tích về Bitcoin, đưa ra cho chúng ta những cái nhìn về đầu tư Bitcoin, Ether và Litecoin cũng như là XRP vẫn đang ở cái chu trình lên mua. Một số tin tức cung cấp cho chúng ta thấy được là các yếu tố về đầu tư đang rất là tốt đẹp khi mà gì vốn hóa đang tăng dần lên. Người ta nói rằng là gì kênh Bitcoin đang tăng giá, và 8.800 bị phá vỡ thì nó sẽ phải test lại cuối kênh ở 8.000, sau đó mới bật lên 9.000. Tuy nhiên nếu nó phá vỡ được 8.800 thì hoàn toàn có thể bay lên 9.000, và tôi hy vọng rằng hết tháng năm này có cái mốc 10.000 rất sớm thôi ạ. Đó là những cái mà chúng ta xem. Về cơ bản là gì nếu bên mua vẫn mua một cách mạnh mẽ, chúng ta có thể vượt khỏi kênh này và chúng ta mua ở các cái điểm điều chỉnh của Bollinger Band. Đây là một đợt tăng giá ấn tượng, nhưng liệu nó có thể tăng nữa hay không, chúng ta hoàn toàn chờ vào các quỹ, những gọi là những cái bàn tay vô hình có thể gì xả hàng. Tôi vẫn cho rằng là chúng ta cần kiên nhẫn trong đối với thị trường tiền điện tử. Khi có đợt điều chỉnh, mua ở lúc điều chỉnh hay hơn là mua lúc đang lên giá. Mua ở những lúc đang xuống giá, lúc này sẽ tốt hơn ở mua vùng lên. Thì hy vọng bản tin của tôi sẽ đưa ra cho chúng ta rất nhiều các yếu tố quan trọng để chúng ta xem xét. Hiện tại thì David đang PR cho Bluebell. Chúng ta có thể add Zalo 0987732228, đang PR cho Bluebell để chúng ta có thể xem xét và giao dịch Bluebell. Thứ hai là David đang đầu tư và nghiên cứu như là đưa ra các giải pháp về đầu tư hàng hóa. Chúng ta có thể đầu tư cà phê lúc này. 15 năm qua cà phê đang xuống rất thấp, và đây là cơ hội cho chúng ta. Hãy nhớ rằng Bitcoin chúng ta đã bỏ qua cơ hội 3.000, 3.500 rồi, thì cà phê cũng thế, vẫn đang còn. Và thị trường nó như vậy, rất nhiều các cái yếu tố xuống giá, chúng ta cần phải có những cái cách để chúng ta làm.
và chúng ta đăng ký và Zalo cùng David. Còn rất nhiều các cái mô hình đầu tư vốn ít, vốn 0 đồng, vốn 1 triệu Việt Nam đồng, vốn 10 triệu, vốn 1 tỷ, vốn 10 tỷ, thì hy vọng sẽ giao lưu cùng mọi người. Xin được cảm ơn và trân trọng kính chào.